Vâng, em xin chào các bác nhé. Đấy. Hôm nay thì em có cái thớt xay đại nó về này đấy nha, thì là em bán cho các bác nào đang cần cái con thớt này nhá. Đây là một cái thớt của Equalizer của con dàn đại Pioneer GRX640 nhá. Đấy. Cái quay này em cũng nói luôn, em bán mù không biết sống chết nhá, bởi vì là cái này là em không hề có cái thớt âm ly để em thử được cái Equalizer này đây, vì nó là cắp bệ này. Nó phải cần cắm xuống âm ly, xong từ âm ly đưa nguồn ra thì nó mới có thể là lấy được nhá. Đấy. Mới có thể gọi là mở nguồn lên được, nhưng mà đây không có nên chịu, không biết là nó sống chết như nào. Em chỉ biết đây rất là tật về nguyên bản nhá, rất là tật về nguyên bản đấy. Ít nhất là với em nhìn là nó như thế rồi, với em nhìn nó như thế, còn không biết là với các bác nhìn như nào. Em đây, em quay cho các bác xem luôn đấy. Các cái chân hàn các thứ đây em thấy nó vẫn còn nguyên này đấy. Đấy. Nó về mỗi cái này thôi, còn nó không phải âm ly của nó nên chả biết làm thế nào ạ. Đấy nhá, đây. Đó thì đây là con Equalizer X640 của Pioneer nhá. Đấy. Thì em bán cho các bác thợ về chúng ta lấy đồ đấy, để sửa chữa, hoặc là chúng ta ai đang có những con thớt X640 nhưng mà cái Equalizer nó bị làm sao đấy thì là mình về mình có thể lấy những con này về để mình cứu những con đấy nha. Vì những con X640 này là thị trường bây giờ là nó không hề rẻ, nó phải tầm khoảng 8 triệu 9 triệu, thậm chí là cái đợt vừa rồi như đâu thấy bảo là 10 triệu hơn 10 triệu chỉ đến một bộ X640 này, không hề rẻ đâu đấy. Thì nếu chẳng may bây giờ cái Equalizer là cái linh hồn của cả bộ dàn nó hỏng phát thì đúng là vứt cả bộ dàn đi thì có phí đúng không ạ. Thì thôi thì mình lấy những con này về mình lấy linh kiện này để mình sửa chữa sang xem như nào nhé. Hoặc bác nào đang có thì bác nào đang có bộ X640 nhưng mà chẳng may hỏng Equalizer thì cũng có thể lấy những con này về để mình sửa nhé, để mình mang ra thợ nhờ các anh ấy sửa cho nhé. Vì những cái con này đôi khi là về linh kiện nó không có ấy. Đấy. Mà có những con này để cứu cánh thì tuyệt vời luôn. Đấy. Đặc biệt là các cái IC, Excel hay là các cái con gì đó ở trong đây. Đấy. Đấy. Dưới này cơ, đây là mặt dưới này cũng không lật cho các bác xem được, nhưng mà nhìn chung là trong này sẽ có các con IC. Đấy. Trong này sẽ có những con IC đây này, con IC này này. Mà nếu như mà nhiều khi mà hỏng IC này thì đúng là khóc luôn đấy nhá. Nhưng có con này thì nó hơn rất là nhiều. Đây là size 36 nha đôi này. Đấy, khoảng 36 này. Size 36 38 này. Sâu khoảng đôi này. Là sâu khoảng đôi này. Khoảng 27 cm này, đấy. Và cái độ dày của nó khoảng tầm 68 cm gì đấy nhá. Đấy, X640 đấy. Như hình nhá. Đây, vỏ viết đây. Vỏ viết còn đẹp luôn. Thậm chí những con này có khi về cắm vào phát chạy luôn, đỡ phải sửa con quay đi giờ kia luôn đấy như. Đúng không ạ? Đấy nhá. X640 giá là đi con này em bán là đi 390.000 nhá. Thì bác nào mua đi cho bên em nhá. Đấy. Ok, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Vâng.